Đây chị gái phía xa kia, chồng đi xuống, đi xuống chợ không muốn về, chồng bắt xe xuống đón này. Đây chồng bế về mà không nhất quyết không về, không biết là thấy anh người kia nào xin trai đấy, nhất quyết không về nhá, nhìn khổ thân nhỉ. Đấy cái gì yêu quá cũng không tốt đâu, cứ yêu bình thường thôi. Đây anh chồng phía kia đấy, người nhà nhỏ phía kia đấy. Sao không để vợ nó chơi ở đây đến chiều, không có xe về à? Có đi ô tô xuống đây không hay đi xe khách? Để nó chơi ở đây chán thì nó về. Chạy vừa chạy sang bên này thôi, vừa chạy sang bên này. Nhảy vào trong xe này rồi. Muốn chạy đâu nữa? Muốn chạy đâu? Nhìn khổ thân quá. Đấy, yêu vợ số 1 Việt Nam. Đó đấy, chị vợ chị nhất quyết không về, thích ở lại chơi quá. Bà con lâu mới được xuống đấy. Đúng rồi. Đấy. Thấy cỏ nhá. Ôi, yêu vợ đấy, yêu vợ số 1. Thôi đi về đi. Các chị bảo về đi, khổ thân anh em con trai tụi em. Ba ơi, con chị tối mà. Đi về đi. Rồi.